Cháu ra Tết tháng đô về được cái lô loa Nhật. Vẫn là những cái dòng mà cực kỳ quen thuộc với tất cả anh em. Lô này em được vài chục đôi. Chủ yếu là những cái dòng hot, hot hit. Các bác có thể nhìn thấy đây. Toàn cảnh thì nó xem xem như này. Nó không có nhiều, nó được khoảng độ gần 30 cặp. Và cái lô này thì cơ bản là hàng của Nhật thôi. Có mỗi một vài thương hiệu Mỹ, Infinity, JL, JBL. Nó là thương hiệu của Mỹ. Còn đâu là Nhật hết. Onkyo 77XD. XD và XG là hai dòng loa anh em cực kỳ chuộng, thì lô này em về là một đôi này, hai đôi này, hai đôi XG anh em nhé, hai đôi XG vỏ vàng, vỏ vân gỗ. Onkyo 77FX thì em về được một cặp, đây hai cặp, nó là tép kèn, cứ FX là tép kèn nhé. Ở đây cặp nữa, FX là tép kèn. Đấy, có Onkyo 77 thì có duy nhất là 77FX. Đằng sau chữ 77 nó có chữ FX thì là tép kèn. Còn XD này, XG này, X này, XX này. Đấy, thì nó là tép đôm. Đấy, đây là con 77XX. Em về là một cặp 77XX. Trong dòng 77 thì 77XX thì này là nặng cân nhất. Này, nó 34 cân một chiếc. Còn 77XG này, XD thì là khoảng 30 cân một chiếc. Bọn XX 77 cơ bản dòng 77 thì khoảng cộng trừ 30 cân. Kia là một đôi 77X. Đây là 77X. Đó, Onkyo D 77X. Một đôi. Cặp này cũng là cặp Nhật tiếp, là cặp viên T66, cặp này nghe nhạc vàng rất hay. Và có thể nhìn thấy những cái múi ấy, nó kiểu như các cái múi khế nó chia để là tán âm trung và âm cao. Cái dòng lo cổ thời hay đàn kiểu đấy, nó vừa là tán âm, nó vừa là bảo vệ đấy, tránh cho cái rốn nó bị bẻ. Cái bọn nó cái cờ là nó làm cái lưới tránh cái rốn bị bẻ. Ngày xưa thì làm cái kia, làm cái kia nghĩ là sẽ kỳ công hơn. Đây là phiên T5, cặp này nghe nhạc vàng cũng rất là hay này. T5 này nó nghe nhạc vàng nó rất là hay, hay kiểu như dòng phiên A7. Cái dòng này thì nó thấp hơn, nó dáng đúng dáng thùng hơn. Bát 25 còn này nghe nhạc vàng rất là hay. Vỏ vàng. Đây là cặp Diatone 401. Diatone này thì nghe nhạc hát karaoke hay luôn, bát 30. Con này đánh rất là gấu. Diatone 73D25A này, con này cũng rất là hay này. Dòng 73, dòng 53, 73D25A, con này bát 30, 31 gì đấy, 32. Nhiều khi những cái dòng này bọn em không để ý chi tiết về mã đâu, à chi tiết về ấy đó, về kích thước đâu, cứ xem là bát 30 đâu. Đây là Diatone 30B, con này là dòng highway, bát 30. Hai quay như này bát 30. Con này đánh giã cũng gấu. Cái dòng này là thiết kế cái lỗ thở như cái dòng Diatone 50B, 50C, 70C. Nó làm cái lỗ thông hơi, nó là hình tam giác vuông chứ không phải làm hình tròn, củ chuối. Thời bọn này nó làm kiểu đấy. Đây là Diatone 35B. Cặp này rất quen thuộc. Những cái dòng này thì gần zin anh em nhé, gần vải. Tuy nhiên là anh em thích độ thay gần thì về thay thôi, còn không yêu cầu em có thể em thay hộ cho, nhưng mà thường nguyên bản đi. Đây là 66 Onkyo bát 27 đấy, 500 một cặp này, thương hiệu Mỹ, sản xuất tại Đan Mạch, củ đấy, củ Pháp, kiểu dạng là Liên Hợp Quốc. Những cái đồ công nghệ bây giờ thì mình đọc, ví dụ JBL là Mỹ này, Infinity là Mỹ, nhưng mà không có nghĩa là đấy là thương hiệu, không có nghĩa là sản xuất tại Mỹ. Nó có thể sản xuất tại Đan Mạch, sản xuất tại Pháp,
sản xuất tại Iceland, sản xuất tại Mexico và Canada, nhiều nơi. 38B. Những dòng dòng nó cổ, sản xuất thập niên 70. Đây là cặp 77Z. Cặp này rất là đẹp. 77Z là dòng rất là hay của tiêu tôi. Đây là cặp LS07. Đây là cặp 66, về là hai cặp rất là đẹp. Bát 27 âm ly thì cũng về được đủ các loại để phối được với cái đống kia. Đây là cặp 53D 25A. Trở lại thì cái màng bát anh em có thể thấy nó làm rất là nhiều các cái gờ. Thực ra làm cái gờ này để làm gì anh em? Cái gờ để nó làm để nó tạo độ vững của cái màng bát, chứ không phải tự nhiên người ta làm. Vừa là trang trí nhưng mà vừa là để tạo cái vững của cái bát. Như anh em gập giấy, cái này màng là màng giấy, như anh em gập giấy anh em muốn cái giấy này nó có chịu được lực thì người ta gập những cái mép gấp mà thì nó sẽ ổn định hơn. Còn cặp này hay này, cặp Onkyo D7R này, cặp này bát 30, cặp này tiếng rất là chất, màng carbon. Đấy, cái lô loa âm ly thì cái đống này anh em chơi rất là đa dạng, chơi thoải mái với cả những cái dòng loa này, dòng loa âm ly này. Cơ bản là vậy, lô này cũng về được xem như vậy. Anh em cần món gì thì alo cho em số máy 098 369 8887. Lưu ý là hàng là Tết ra thì nó còn rất là gọi là nó chưa về nhiều. Cơ bản chỗ này còn vài chục cặp để phục vụ anh em. Đây là Diatone 503, quên giới thiệu 501, 503, 505, những cặp rất hay của Diatone. Anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn về những cái model em vừa giới thiệu thì đăng ký kênh chút Thắng Lô và gõ xem cái cặp này em đã giới thiệu, và em đã ghép rất là nhiều những cái clip rồi. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi, đăng ký kênh YouTube của em.